Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em làm một cái bài tập rất đơn giản như sau. Đó là bài tập yêu cầu là luôn hiện thông tin ngày tháng năm của thời gian hiện tại như cái hình mẫu này trên cái màn hình. Thì để làm bài này thì chúng ta làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta cho nó một cái sự kiện. Công việc tiếp theo thứ hai đó là chúng ta cho nó lặp lại liên tục, lặp lại liên tục. Công việc thứ ba của chúng ta là cho nó hiện lên, nó hiện lên là ngày tháng năm. Thì chúng ta làm như sau. Cái này chúng ta ghi là cái địa danh ha. Tôi là Sơn Hòa phải ngày nha, ngày trước này này là cái hiện, rồi sau này là cái hiện giá trị. Thì tiếp theo là chúng ta lấy cái ngày đây, cái ngày chúng ta bỏ vô đây, chỉnh lại là year, năm tháng ngày. Rồi tiếp theo ta sửa lại cái tháng đẹp coi. Chúng ta tiếp tục bỏ một cái tháng vào này. Chạy thử coi. 7 tháng rồi. Tiếp tục là chúng ta bỏ cái năm vô. Năm. Năm thì chúng ta những chữ đẹp thì chúng ta cắt ra một tí xíu nữa. Ví dụ năm này chúng ta cắt ra. Chúng ta cắt ra cái đẹp liền cái gì đâu. Rồi, thì hôm nay đó là ngày 7 tháng 12.
mới chín. À, tương tự nhưng mà ta hiện á, ngày tháng năm, thì bây giờ chúng ta hiện là giờ phút giây. Chúng ta hiện lại là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Tương tự thì chúng ta làm cho đây này, đây này, hao là giờ này, mol là phút mà, và đây là giờ, là chúng ta sửa lại là cái second, là cái giây này. Thì chúng ta thấy là gì, giờ là 5 giờ 45 phút 22 giây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.